shopnow.vn, à, click quên, giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopanhảo.vn. shopanhảo.vn. Ok, chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ làm clip này về việc đứng Ryoma với trang phục đặc nhiệm Giáng sinh nha các bạn. Trang phục bậc S hữu hạn. Đây là một cái trang phục khá là ok của vị tướng Ryoma. Đó, trận này mình sẽ đi top nha. Có khá là nhiều anh em yêu cầu làm clip về vị tướng Ryoma cũng từ rất là lâu rồi. Nhưng mà mình cảm thấy mình chơi con này nó không có được giỏi cho lắm. Bởi vậy đâm ra mình rất là ít khi mà vào làm clip các bạn. Thường thường thì mình sẽ chơi những con tướng nào mà mình biết chơi hoặc con tướng nó dễ chơi. Tại sao mình lại không chơi mấy con tướng kỹ năng? Mà tại sao mình lại cứ thích nghe mấy con dễ chơi? Tại vì mình sợ phế các bạn ạ. Ui dồi ôi, mình sợ mình phế sẽ bị ăn chửi. Mình khẳng định với các bạn luôn, chỉ cần phế một cái là người ta sẽ chửi mình, gọi là ui ôi, cái gì đây, cái à, được. Đối đầu với cả vị tướng Zuka thì nói thẳng một câu luôn, mình không ngán. Riêng những vị tướng khác thì mình sợ, nhưng mà riêng Zuka thì Ryoma nó làm cửa trên các bạn ạ. Ôi uầy, cái đầu xanh nói chứ láo nháo. Chà, biu, đùa với cả ninja rùa này. Thích ăn chim cái gì? Ý là ông thích ăn dơi chứ gì? Tham lam. Người ta gọi là cô làm thì mới có ăn, không làm mà đòi ra ăn cũng dơi của người ta. Tham. Tham thì sao? Thì thâm. Thúi quắc luôn. Chết nguyếu con cua liền. Trời ơi là trời. Nghĩ sao người ta đánh gần chết là chạy ra KS. Chừa cái tật nha. Không sao cả hả? À, ồ thế à, không sao đúng không? Được rồi, để đó mình sẽ cho bạn biết thế nào là sao trên trời. Ê, tối ra đấy mà hỏi nhá. Piu piu pập. Ryoma này thì mình vẫn chưa quen cái chiêu 1 của nó các bạn. Nói thiệt với các bạn là mình chơi hơi tệ. Chiu, ai da, pập. Ôi ơi, trời ơi, đâm đồm. Ghê vậy. Tam con vera ảo chứ ta. Thôi chết tôi rồi. Chọc cái chiêu 2 hụt, chọc cái chiêu cuối mà bị làm choáng của vera. Thế này thì chết em rồi. Đau quá anh em ơi. Đánh em đau quá trời, chịu không nổi luôn á. Nếu mà mình chơi mà gà ấy, trận này nếu mà mình phế, anh em thông cảm bỏ qua cho mình nhá. Không, đấy là mình nói thiệt. Con này các bạn có thể thấy rằng trên kênh YouTube của mình cực kỳ hiếm khi thấy xuất hiện vị tướng Ryoma các bạn. Cực kỳ hiếm luôn. Mặc dù mấy nick kia của mình trang phục Ryoma hơi bị chất luôn, trang phục bậc SS hữu hạn luôn. Ryoma cái gì nhỉ? Cái gì ta? Ui dồi ôi. Ryoma cái trang phục gì đấy? Cái trang phục gì mà anh em hay vẫn đi kiếm đấy? Anh em ngày xưa hay kiếm lắm. Mình vẫn tìm cho mọi người cái trang phục đấy. Trang phục gì nhỉ? Quên mất tiêu rồi. À, Ryoma Samurai à, đúng không? Rồi. Trang phục đó nó là xịn luôn đấy các bạn. Mình thấy nhiều người chơi con này ghê lắm nha các bạn. Zuka này mày. Zuka này. Ui, đông lắm. Ê. Kìa, Moraba. Pap. Biu biu, một em tốc biến cha. Đi đâu? À, nó choáng mình được các bạn ạ. Ô kìa. Chết chùm với cả vị tướng Vera. Mình sẽ bán cái giày hộ vệ đi. Mình lên cho nó cái giày kiên cường luôn. Vera làm choáng khó chịu quá. Tức ghê luôn á. Thật sự là quá là bức xúc luôn á. Nếu như các bạn đang gọi là xem clip của mình thì cho mình xin một lượt like với nhá. Nếu mà chia sẻ được thì càng tốt. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Dình mò à. Rồi, cái ra kìa. Ấy, có này nhiều người chơi nó kiểu đánh nhanh ấy. Làm pa, chết ảo lắm. Ui dồi ôi. Kìa, cố lên, pap. Đầu săn nó.
chém một hai bốn kill, ngon rồi các bạn ơi, ngon rồi. Không ngờ mình chơi con này gọi là gà gà vậy mà vẫn ăn được bốn mạng, quá là một cái thành công thì là to lớn ê. To quá trời luôn, to như cái bánh xe bò luôn ê. Vô kiếm tiền coi nào, có tiền mới làm phiền được các bạn. Để đó, các bạn có bình máu các bạn ạ. Bình máu này, đầy cây máu khỏi phải biến về. Ê, bình tĩnh. Trời ơi. Đúng là khỏi phải biến về thiệt các bạn. Nó đánh nhau về làng luôn, khỏi phải biến về. Ui giời ơi, tham cái bình máu chi trời. Tham bình máu thật chứ. Đúng là tham lam. Không làm mà đòi có ăn ấy. Chạy vào ăn bình máu của tem bạn ấy, cùng nó hôn, nó hít, đâm vào đít cho cái chết luôn. Trời ơi, tức thiệt chứ. Số mình nó nhọ, nhọ nhem như cô bé lọ lem. Piu piu pa 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 piu. Ấy ghê không? Con bát hơi bị đỉnh. Ôi ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Cha. Pa 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 pa. Hayya. Hello baby. Hello baby. Hello baby. Này thì Vera này nó hôn mình nãy giờ mấy lần rồi. Vera này. Đâu còn ai nữa không? Vera hả? Nãy giờ mình hơi bị cú nó đấy, mấy cái nụ hôn gọi là xuyên người xuyên tim là hơi bị mình cay cú rồi đấy. Ồ, con hàng kìa. Ai chiu wa ya piu pa 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 pa. Bật chiêu cuối luôn các bạn ạ. Cái thanh niên này. Đi đâu con sâu. Chà, ba. Hi. Holy hip. Gờ đấy. Cải thiện đem bạn cho nó vui cửa vui nhà ấy coi. Chà, ba. Ui con này ăn quá nhanh nhỉ. Ờ đánh thường một cái chọc chiêu hai cái xả chiêu cuối luôn, chiêu cuối nó hồi nhanh các bạn. Này, thắp nè. Úi, vừa không? Quá ghê luôn. Úi giời, đâm mặt vào tường luôn. Sai chiêu một đang bị lỗi các bạn. Nào. Cha, chiêu piang beng khó. Tục a. Các bạn thấy pha đấy mình tốc biến không? Mình thì cứ tưởng tốc biến nó giống như chiêu một. Tốc biến ngược, nó tốc biến bên này nó nhảy ngược lại đằng kia. Ui giời ơi là trời, tui quá tui ơi. Quên. Cái chiêu một của Ryoma nó giống như cái chiêu hai của Nakoroth ấy. Mình lưng ngược lại nó bị đau. Quên. Nhầm qua trồng trọt. Bỏ tem là sao? Bình tĩnh. Anh em cứ bình tĩnh. Đây rồi, Vera đây rồi. Chiu peng phù chi. Ây da, đau quá. Ây da. Rồi. Ngộ không nó gõ một cái u đầu vị tướng John rồi. Mình thấy người ta chơi Ryoma chọc trúng chiêu hai cái là họ bục cái chiêu cuối luôn. Choáng một phát là chiêu cuối là bù luôn. Đã lắm. Đam ảo cực. Mình thì chưa quen các bạn ạ. Tem bạn nhiều phép quá. Lên cho nó cái gương Uki đi. Không phải là tại vì tem bạn có tới 2 phép lận. Alice cũng phép này rồi, Kera. Ô, 3 phép chứ. Nói nhiều vãi hả? À. GG đấy, rồi sao? Tôi thích đấy, xong gì nhau? Lỗi bạn chứ tớ đang lên cái gương Uki đây này. Bạn thích cái gì là mình chiều bạn cái đó luôn nhá. Bây giờ này hồi nãy mình lên giày hộ vệ, đâm ra ăn được mình thôi. Còn bây giờ hả? Mơ đi cưng, có bước ra đây. Bước ra đây. Bập một cái nè. Wow. Choáng à. Ôi dồi ôi. Nội coi con này đánh coi. Mình ăn con quái để mình lên cái. Để mình có thể gọi là lụm được cái ấy cái mà. Làm gì đâu căng. Zuka ơi ra đây. Ra đây với Hảo nào. Hảo cân cho. Một em nữa. 8 kill rồi các bạn ơi. 8 kill rồi. Xanh rồi. Hào xanh nhất tem rồi.
một hai ba háo tới chia thằng. Ôi dồi ôi, chọc cái bạc một cái lấm tê lên. Ô mình chơi con này cũng gọi là có cái gọi là sự nguy hiểm nhất định ấy nhỉ. Sao mình đánh hay dữ vậy ta. Chiu chiu bò chia. Ôi dồi yeah. Mày không mày không mày không bỏ bé đây bỏ đây bước ra đây. Chiu chiu lướt hai phát hay thế nhở, hay là do chất tướng Ryoma nó mạnh ta, sao mà mình xanh được như vậy, mình cảm thấy bất ngờ vãi luôn á các bạn. Wow én én phạt bắt đầu quen tay rồi đó các bạn, bắt đầu quen tay rồi đó. Em lùm lùm anh do này không tha hả. Zuka này ra cài mình, Zuka mình nói rồi mình không sợ Zuka, Zuka nó chỉ là cửa sau mình thôi. Boom chiu. Lên thẳng luôn cho nó cái nanh Fairy luôn. Sao lại phải lên phức hợp kiếm làm gì. Chọc lên nanh Fairy chọc cho nó sướng các bạn. Cha 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 lướt. Thôi hết hồi chiêu rồi. Mình đang tính lướt cái chiêu 1 về lại bức tường bên kia mà không được. Đây. Con hàng. Trời ơi là trời. Này thì tộc biến các bạn ạ. Đứng đây nha các bạn. Nó lướt này về này. Mình sẽ đứng ngoài này nha, đừng có thò đầu vào chi. Đó cho tem bạn nó thò đầu ra, mình đứng đây đứng ngoài thôi. Mình không đứng ở bên trong nha, mình đứng bên ngoài này tại vì chiêu một của mình lướt qua tường được mà. Đây đứng đây chờ cho tem bạn nó thấy là mình ít ít đó, nó lao ra đánh nhá, mình quay vào mình chích. Đây rồi, thời cơ tới. Thấy chưa? Anh em thấy thời cơ của mình tới chưa? Cha cha. Úi giời ơi, úi giời ơi, tốc biến cha. Ghê nhở. 10 kill luôn. Khiếp nhở. Wow. Ấy này, lại mình lại có năng khiếu chơi Ryoma rồi. Úi giời, lướt qua tường nhảy qua bên kia nhảy lại. Tem bạn nó cứ gọi là trắng váng. Ôi dồi ôi én ui ạ. GG đi câu giờ VKL. Em bạn câu giờ quá. Piu ya én. Cha. Rồi let's go. Đây rồi. Đây rồi. Trời ơi chọc cái chiêu 2 thấm chưa? Thấm chưa? Ủa chọc cái chiêu 2 thấm thế các bạn. Đã dã man luôn á. Về ra kìa. Một hai ba lao vào nhà. Chiu bùm. Một phát làm luôn. Úi giời ơi. Chủ bắn chết em rồi. Buồn của Hảo quá. Nhưng mà không sao. Vẫn được 12 kill. Và ăn mạng nhiều nhất team. Yeah. Các bạn thấy mình chơi ghê không? Nếu thấy hay thì cho một like liền luôn nha các bạn. Chờ gì nữa mà không đầu. Ơ. Chưa kịp tra xong câu em bạn đã thua rồi. Hơi buồn các bạn ạ. Nhưng mà không sao. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip của mình nhé. Bye bye anh em. Đi đâu mà vội mà vàng, dừng lại gian hàng của Hảo ghé xem đi. Các bạn mất nick, các bạn muốn tạo nick mới? Không, đừng làm thế. Hãy quay vô shopbanhảo.org của mình, chọn ngay cho mình một cái nick ra rẻ. Rồi ôi đảm bảo với các bạn là siêu rẻ luôn, siêu chất và siêu uy tín luôn các bạn ơi. Thì hôm nay đây là cái shop nick của mình. Nó, các bạn có thể truy cập vào mặt ạc VIP đừng quên. Mục này là hoàn toàn trang thông tin nha các bạn. Ôi dồi giá rẻ như cho luôn á. Không ở nơi nào có giá rẻ như vậy đâu. Ví dụ cho các bạn một cái nick này. Ví dụ nick này đi chẳng hạn đi, 73 tướng skin 50 giá bao nhiêu? 250.000. Đây là giá bằng cạc, có thể mua ATM rẻ hơn được một xíu nữa. Vui lòng nhắn tin vào hỗ trợ shop hoặc Zalo cho mình để mà có thể giảm giá thêm một tí nữa, ép giá mình thêm được một tí nữa nha các bạn. Nếu mà muốn mua ATM hoặc là cái nick này 60 tướng giá bao nhiêu? 150.000. Và bao nhiêu đây? 60 tướng 250.000. Rất là nhiều tướng nha các bạn. Và các bạn có thể kiếm những cái nick giá cao hơn, ví dụ như nick này chẳng hạn.
rất là nhiều trang phục bậc SS quá trời quá đất, có thể mười mấy hai chục cái luôn. Giá bao nhiêu? 1,5 triệu. Trời ơi có nha các bạn, nếu mà không tìm thấy được nick ưng ý đúng không, tính đi nơi khác đúng không, đừng dừng lại 2 giây, mất vào cả tab thứ hai. Ồ trời ơi bên này hả, cái gì đây, follow tinh hệ đúng không, lữ bố gì đây, robot chain hả, à robot hả, rồi ok có luôn. Hoặc là các bạn có thể tìm một cái nick khác, kéo xuống dưới này, ví dụ như là ui giời nhiều lắm, ví dụ Violet Pháo Hoa chẳng hạn, 350.000, ép giá mình bằng cách nhắn tin vào fanpage hoa, hỗ trợ nha các bạn, nhắn tin với admin này nè. Rồi ok, qua đến tab này nữa này, trời ơi rất là nhiều luôn nha các bạn, anh em có thể vào đây mà tha hồ lựa chọn mà lấm lúa được một lít. Nói chung là các bạn có thể kiếm một cái nick rất là rẻ luôn, và đặc biệt thì vô cùng uy tín, anh em cứ yên tâm vào đúng số của mình nha, số banhao.org.